Home Dream tổng hợp hai mẫu nhà phố, một mẫu biệt thự, tất cả đều mang phong cách thiết kế hiện đại, sang trọng, tạo nên sự đa dạng và phong phú. Các mẫu thiết kế này nhằm phù hợp với diện tích và tài chính của gia chủ. Nằm trong khu dân cư hiện hữu, đầy đủ các tiện ích phục vụ cư dân nơi đây. Về giáo dục, chúng ta có hệ thống giáo dục từ mầm non đến cấp 3, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, với hệ đào tạo đa dạng từ công lập, tư thục cho đến quốc tế, giúp học sinh có nhiều lựa chọn phù hợp cho bản thân. Về y tế, ngoài Bệnh viện Đa khoa quận Bình Tân, Trung tâm Y tế phường, chúng ta sẽ có bệnh viện với quy mô 200 giường, cách chúng ta từ 1,5 đến 2 km. Về hành chính, chỉ mất 5 phút đến Ủy ban Nhân dân phường, Nhà văn hóa thanh thiếu niên miền Nam. Về giải trí, các tuyến đường 5A, 1A là nơi hội tụ, quán cà phê, mang phong cách độc đáo, không gian êm đềm, tĩnh lặng, là địa điểm lý tưởng để bạn thư giãn, đọc sách hay tập trung làm việc giữa Sài Gòn xô bồ, náo nhiệt. Đặc biệt về đêm, tuyến đường trở thành khu phố ẩm thực, với nhiều hoạt động sinh hoạt sôi nổi của cư dân quanh khu vực. Trung tâm mua sắm thỏa thích chọn lựa với siêu thị Sacha, Cốc Phút và siêu thị điện máy xanh trên tuyến đường Nguyễn Thị Tú, công viên cây xanh. Go Home Dream hòa mình vào môi trường xanh với hàng cây rợp bóng mát của tuyến đường 5A, khuôn viên công cộng nằm trên tuyến đường Bình Thành. Và với dự án công viên 4 hectare sẽ mang lại cho gia đình bạn một địa điểm vui chơi lành mạnh, giúp giải tỏa căng thẳng sau một ngày làm việc.